Chảo lửa Trung Đông chưa hết nóng bỏng sau cuộc tấn công bất ngờ của Iran vào Israel cuối tuần trước. Thế giới và nhất là Iran đang thấp thỏm một mối quan ngại về màn trả đũa của Israel. Do đó, Iran đang chuẩn bị đối phó một đòn gián khác của Israel. Trước đó, Israel khẳng định sẽ đáp trả Iran, nhưng bằng cách lựa chọn chiến lược thông minh. Căng thẳng hai quốc gia Trung Đông đã khiến Tổng thống Mỹ Biden lên tiếng. Ông nói rằng Iran muốn xóa Israel khỏi bản đồ nằm cách không xa chiến trường Trung Đông, xung đột Đông Âu vẫn căng thẳng khi mới đây máy bay không người lái của Ukraine tấn công nhà máy sản xuất máy bay ném bom của Nga, đồng thời phá hủy trung tâm liên lạc cách 680 km sâu bên trong lãnh thổ Nga. Vừa có động thái tấn công, Ukraine lại vừa kêu gọi phương Tây đảm bảo an ninh cho nước này như đối với Israel. Ở phía bên kia lục địa Á-Âu, Philippines là cái tên nổi bật trong tình hình quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận quy mô lớn quanh đảo Đài Loan và Biển Đông. Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ với quốc gia Đông Nam Á bằng cách lần đầu tiên trong lịch sử triển khai bể phóng tên lửa đến Philippines nhằm giảm sự ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực. Các tin tức khác, Liban tố tình báo Iran thủ tiêu thành viên Hezbollah. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO yêu cầu các nước đồng minh phải ưu tiên viện trợ cho Ukraine thay vì phòng thủ riêng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga kỳ vọng vào hơn 30 loại khí tài mới. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của Toàn cảnh thế giới ngày sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh điểm đóng thế giới, cùng tổng hợp và điểm lại những diễn biến căng thẳng trên toàn cầu trong ngày qua. Trước tiên là tình hình ở Trung Đông. Tờ Wall Street Journal dẫn lời giới chức Syria và Iran hôm 17 tháng 4 cho biết, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã triệu tập các cố vấn quân sự hàng đầu tại nhiều khu vực ở Syria, trong tình thế đang chuẩn bị cho đòn trả đũa tiềm tàng của Israel. Theo tạp chí Phố World, Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Israel và đặt lực lượng phòng không trong tư thế sẵn sàng đánh chặn. Trên biển, hải quân sẽ bảo vệ các tàu thương mại Iran ở Biển Đỏ. Ấn Phẩm cũng cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như nhóm binh sĩ Hezbollah đang giảm nhân lực ở các văn phòng cấp cao tại Syria, những thành viên cấp trung đang luân chuyển sang nhiều vị trí ở Syria. Dù Mỹ và nhiều nước châu Âu kêu gọi Israel không trả đũa, thay vào đó hãy hài lòng vì đã đẩy lùi được một cuộc tấn công của Iran, nhưng thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu kiên định Israel sẽ có quyết định riêng và làm mọi thứ cần thiết để tự vệ nhìn chung các quan chức israel chưa bình luận về khả năng trả đũa nhưng nhiều báo cáo cho thấy tel aviv đã chấn an mỹ và các đối tác châu âu rằng màn đáp trả sẽ không đe dọa an ninh các nước và có thể diễn ra ở mức hạn chế mặt khác tehran cảnh báo israel không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào trong khi đó liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những lời gian đe ở trung đông và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa Theo tờ Middle East Eyes, cuộc tấn công lãnh sự quán Iran ở Damascus hai tuần trước của Israel vượt xa các chiến thuật hiện nay là hạn chế dòng vũ khí cho Hezbollah hoặc đẩy lùi những nhóm được Iran hậu thuẫn khỏi biên giới phía Bắc. Đây là nỗ lực nhằm loại bỏ tầm ảnh hưởng của Iran ở Syria. Sáu tháng từ khi cuộc xung đột ở Gaza bùng phát, quân đội Israel đang đối mặt với sự ngoan cường của Hamas, không có dấu hiệu đầu hàng hay bỏ chạy trong lúc thương vong của dân thường ngày càng tăng. Một số ý kiến cho rằng Hamas trở nên liều lĩnh hơn do cảm thấy không còn gì để mất. Israel chưa hoàn thành sứ mệnh loại bỏ Hamas ở Gaza cũng như chưa giải thoát được con tin, cộng với sự phản đối của thủ tướng Netanyahu trong nội bộ ngày càng cao. Ngay cả đồng minh lớn nhất của Israel là Hoa Kỳ đã công khai bất đồng với nhà nước do Thái. Israel dưới sự lãnh đạo của ông Netanyahu đang ngày càng bị cô lập. Thủ tướng Netanyahu hiện đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu trả đũa Iran sẽ không có sự giúp đỡ từ Mỹ, nghĩa là cũng khó thành công. Còn nếu không phản công, vị thế sẽ ngày càng yếu trong nội bộ. Một điều gây tranh cãi là các nguồn tin an ninh Israel tiết lộ rằng không quân Jordan đã giúp bắn hạ tên lửa vào máy bay không người lái từ Iran. Việc tiết lộ này có thể mang đến hậu quả tiêu cực với chính quyền Jordan quân đội jordan vẫn mang tên từ thời giải phóng khỏi đế quốc ottoman là quân đội ả rập đã thực sự tham gia bảo vệ biên giới israel đây là lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia ả rập làm như vậy bất chấp trong nước số người biểu tình ủng hộ palestine và phản đối israel liên tục diễn ra iran đã tận dụng điều này và đưa ra kết luận là israel đã yếu hơn trong thời gian qua phải dựa vào các bên khác để được bảo vệ dẫu iran chưa sử dụng những loại tên lửa hiện đại nhất về mặt tài chính, sau khi đối phó với trận hỏa kích từ Iran hôm 13 tháng 4, mặc dù phần lớn máy bay không người lái và tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng phía Israel thông báo họ tốn 1 tỷ đô la để triển khai các hệ thống phòng không, đó có thể chỉ là phần nổi của hóa đơn. Các nhà lãnh đạo Israel hiện đang cân nhắc cách cân bằng phản ứng cùng với những lời kêu gọi của Mỹ và đồng minh khác để căng thẳng không leo thang hơn nữa. Tại căn cứ quân sự Julis, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, chúng ta không thể đứng yên trước kiểu tấn công này, Iran sẽ không thể bình an vô sự sau cuộc tấn công. Bình luận của ông Hagari là lời cảnh báo mới nhất đến từ các quan chức quân sự Israel. Sau khi Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, ông Herzi Halevi tuyên bố vào tối 15 tháng 4 rằng nước này sẽ đưa ra phản ứng sau cuộc tấn công của khoảng 350 máy bay không người lái và tên lửa từ Iran. Nội các chiến tranh của Israel đã tiến hành họp vào hôm 16 tháng 4, lần thứ ba trong ba ngày, để quyết định phản ứng với cuộc tấn công của Iran. Mỹ và các đồng minh khác đã kêu gọi kiềm chế trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc trả thù của Israel có thể chia rẽ liên minh do Mỹ lãnh đạo. Ông Hagari cáo buộc rằng Iran đang xây dựng mối đe dọa lớn là tạo ra một vòng lửa trên khắp Israel. Bộ trưởng Nội các chiến tranh Benny Gantz cho biết Israel sẽ chọn thời điểm và cách thức phản ứng với cuộc tấn công, cùng lúc đó cũng sẽ làm việc với Mỹ để xây dựng một liên minh toàn cầu và khu vực chống lại Tehran. Ông Gantz nói tiếp, Israel sẽ lựa chọn chiến lược thông minh và sẽ đáp trả tại địa điểm, thời gian và cách thức phù hợp. Bất chấp cảnh báo từ các đồng minh, Times of Israel cho biết nội các thời chiến của Tel Aviv vẫn tung đòn trả đũa. Tel Aviv hiện nghĩ rằng cứ để Iran dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra và cứ để họ trong tình trạng lo lắng. Nguồn tin của Times of Israel nói và hé lộ, Tel Aviv có thể đáp trả bên trong hoặc ngoài Iran. Dưới đây có thể là một số lựa chọn của Tel Aviv. Thứ nhất, không kích Israel có thể không kích Iran, nhất là khi hệ thống phòng không của Tehran được cho là kế phát triển hơn hệ thống phòng vệ nhiều lớp mà Tel Aviv và đồng minh triển khai để chống lại hỏa lực Tehran hồi cuối tuần trước. Cuộc không kích trả đũa tiềm tàng của Israel có thể nhắm vào các cơ sở chiến lược của Iran, bao gồm địa điểm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các cơ sở nghiên cứu hạt nhân. Các cơ quan chức tình báo cũng cho rằng Israel có khả năng tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự như nhà máy điện và tránh thương vong dân thường. Kênh 12 của Israel cũng nêu khả năng nước này tấn công ngành dầu mỏ Iran. Ngoài ra, Tel Aviv có thể nhắm vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran như Hezbollah tại Liban và các mục tiêu Iran tại Syria và Iraq. Thứ hai, tấn công mạng. Israel có thể tấn công mạng vào các mục tiêu Iran trong nhiều năm, nhắm vào các cơ sở hạ tầng từ chạm xăng đến các nhà máy công nghiệp, cơ sở hạt nhân và còn nhiều lựa chọn khác. Thứ ba, hoạt động bí mật. Israel có thể âm thầm thủ tiêu các nhà khoa học hạt nhân cấp cao hoặc phá hoại cơ sở hạt nhân của Tehran. Những hành động này có thể tiến hành cả trong và ngoài Iran. Thứ tư, ngoại giao. Israel có thể nỗ lực cô lập Iran, bao gồm thúc đẩy quốc tế gia tăng các đòn trừng phạt lên kinh địch. Tờ Wall Street Journal hôm 17 tháng 4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi quốc hội lập tức thông qua một gói viện trợ cho Israel và Ukraine khi chúng bị kẹt tại quốc hội suốt nhiều tháng. Hạ viện dưới tác động của cựu Tổng thống Donald Trump đang phản đối quyết liệt ngân sách viện trợ đã đề xuất đề cập các cuộc tấn công mà Iran và Nga tiến hành nhắm vào Israel và Ukraine trong tuần qua. Tổng thống Biden viết, Israel và Ukraine phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ để có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình. Và đây là thời điểm then chốt. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, Iran đang tìm cách loại bỏ Israel. Chính phủ Iran muốn phá hủy Israel vĩnh viễn, xóa nhà nước của Tel Aviv khỏi bản đồ. Sau nhiều năm yểm trợ Hezbollah, Hamas và các lực lượng ủy nhiệm tấn công Israel, bao gồm đòn giáng khốc liệt của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Iran đã đích thân tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel. Ông Biden viết và cảnh báo, nếu Iran thành công trong việc leo thang đáng kể các cuộc tấn công vào Israel, Mỹ có thể bị kéo vào xung đột. Israel là đối tác mạnh nhất của Mỹ ở Trung Đông không thể tưởng tượng được rằng chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn khi họ suy yếu khả năng phòng thủ và Iran đã có thể tiến hành cuộc tấn công mạnh bạo như đã định trong tuần qua. Chúng ta có thể giảm bớt điều đó bằng cách bổ sung hệ thống phòng không cho Israel và cung cấp viện trợ ngay bây giờ. Như vậy, khả năng phòng thủ của Tel Aviv luôn đầy đủ và trong trạng thái sẵn sàng. Nhà lãnh đạo lưu ý thêm, Cuộc tấn công của Iran vào Israel diễn ra vào đêm 13 tháng 4, sáng 14 tháng 4, với 350 đòn giáng UAV và tên lửa. Phần lớn trong số đó đã bị Israel, Mỹ và các lực lượng đồng minh đánh chặn. Ông Biden lưu ý, các hệ thống phòng không Vomsat và Jarvis Link mà Mỹ tài trợ đóng vai trò quan trọng để chống lại UAV và tên lửa Iran. Ông đồng thời chỉ ra các thiết bị quân sự mà Washington viện trợ sẽ được sản xuất ở Mỹ để thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ giúp đỡ bạn bè, đồng thời tự giúp đỡ chính mình, Tổng thống nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo cũng lưu ý, tôi đã nói rõ mối quan ngại của mình về an toàn của người dân ở Gaza giữa chiến sự với Hamas. Gói viện trợ này tập trung vào nhu cầu phòng thủ dài hạn của Israel để duy trì nhánh quân sự chống lại Iran hoặc các đối thủ khác. Tuy nhiên, dự luật cũng cho phép chúng ta tiếp tục phân phối viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Gaza, cũng như những ai bị ảnh hưởng do xung đột dự luật này không thể bị một nhóm nhỏ các thành viên đảng cộng hòa tiếp tục giữ lại làm con tin có những thời điểm trong lịch sử đòi hỏi chúng ta phải có sự dũng cảm và khả năng lãnh đạo chúng ta đang ở thời khắc đó ông biden viết vài giờ sau khi bài viết của ông biden được đăng tải chủ tịch hạ viện mike johnson thông báo với các nhà lập pháp đảng cộng hòa rằng vào cuối tuần này ông sẽ bắt đầu tổ chức bỏ phiếu đối với các gói viện trợ cho israel và ukraine cũng như dành cho các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tờ Wall Street Journal lưu ý cuộc bỏ phiếu có thể đe dọa ghế chủ tịch Hạ viện của ông Johnson. Cuối tuần trước, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV mang theo chất nổ tấn công nhiều mục tiêu tại Israel. Tehran nói rằng đó là đòn trả đũa cho việc Tel Aviv san phẳng tòa lãnh sự Iran ở Damascus, thủ đô Syria, khiến 7 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo thiệt mạng hôm 1 tháng 4. Israel tuyên bố thành công đánh chặn toàn bộ hỏa lực, trong khi Tehran khẳng định đã đánh trúng nhiều mục tiêu quân sự của Tel Aviv. Tiếp tục sẽ là các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự Đông Âu. Newsweek đưa tin, theo các quan chức Kiev, lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy ở miền đông nước Nga chuyên sản xuất máy bay ném bom cho quân đội Moscow. Tổng cục tình báo chính của Ukraine nói với hãng tin tức Ukraine rằng máy bay không người lái của nước này đã tấn công nhà máy hàng không ở Gobunov ở tỉnh Tatarstan của Nga vào sáng 17 tháng 4. Nhà máy nằm ở thủ phủ Kazan, chuyên sản xuất các tàu sân bay tên lửa và máy bay chuyên dụng, bao gồm máy bay ném bom Tu-22M3 và Tu-160M. Nhà máy này cách Moscow 435 dặm về phía đông và cách biên giới Ukraine khoảng 808 dặm. Các nguồn tin của Tổng cục Tình báo Chính của Ukraine nói với Kyiv Post và Kyiv Independent rằng Ukraine vẫn đang đánh giá kết quả của cuộc tấn công, không có thương vong nào được báo cáo. Tiếng còi báo động không kích đã vang lên ở khu vực Kazan, sau đó các vụ nổ xảy ra tại nhà máy vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng họ đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine trên các tỉnh Tatarstan và Moldovia vào sáng 17 tháng 4. Người đứng đầu Cộng hòa Moldova, Artem Dunov, cho biết trên kênh Telegram rằng một trong những chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương trên khu vực. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cũng cho biết các chuyến bay dân sự đã tạm thời bị tạm dừng vào sáng 17 tháng 4. Tại các sân bay Kazan và Novgorod, cả hai đều ở Tatarstan. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây bao gồm cả việc tấn công một căn cứ radar quân sự ở thành phố Kovikino vào sáng 17 tháng 4. Trung tâm kỹ thuật vô tuyến cách biên giới Ukraine khoảng 360 dặm cũng đã bị tấn công vào ngày 11 tháng 4. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine trong lãnh thổ Nga có thể là nguyên nhân khiến Moscow chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm. Cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự ở phía bắc bán đảo Crimea vào tối 17 tháng 4 cũng được cho là đã giết chết tới 30 nhân viên Nga và làm bị thương 80 người khác. Natalia Humenyuk, người phát ngôn của lực lượng phía Nam Ukraine, cho biết rằng Danskoy là mục tiêu quân sự hợp pháp nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các nguồn tin của Kyiv Post mới đây xác nhận rằng, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vừa qua của Ukraine vào một trung tâm liên lạc vô tuyến ở Kovikino, Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 680 km, là chiến dịch đặc biệt được thực hiện bởi Tổng cục Tình báo Chính của quân đội Ukraine. Được biết, mục tiêu của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Motovia là một radar 2 tọa độ 29B6 Container với phạm vi phát hiện mục tiêu khoảng 3.000 km. Hậu quả của vụ tấn công vẫn đang được làm rõ. Theo các tài khoản của người dân địa phương trên mạng xã hội, các vụ nổ đã nổ ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 4. Các video cho thấy một cột khó xuất hiện tại vị trí của radar container sau khi máy bay không người lái đâm vào. Máy bay không người lái đã bay đến Motovia lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 4 và tấn công một đơn vị quân đội. Chính quyền địa phương tuyên bố rằng hai trong số các máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên Motovia. Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga cũng bị phá hủy tại thành phố Samara của Nga, cách biên giới Ukraine 800 km. Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 17 tháng 4 đã nói rằng Nga cần phải trả cái giá đau đớn cho cuộc chiến ở Ukraine và tài sản bị đóng băng của Nga nên được sử dụng để giúp Ukraine chống khủng bố. Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng về hỗ trợ Ukraine tại Ngân hàng Thế giới, ông Zelensky đã vạch ra 3 yêu cầu để giúp Kyiv giành chiến thắng trong cuộc chiến và tái thiết đất nước. Ông nói. Điều quan trọng là ý chí, không chỉ cần đứng vững cho ngày mai mà còn cần đứng vững trong xung đột. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính đầy đủ. Nga có tiền làm vũ khí và Ukraine cần phải có một lá chắn tài chính hiệu quả. Thứ hai là công lý, tài sản bị đóng băng của Nga cần phải được dùng để chống lại Nga. Điện Kremlin với tư cách là bên gây ra cuộc chiến này cần phải trả một cái giá thực sự đau đớn. Ưu tiên thứ ba là lập kế hoạch. Nga đã phá hủy một phần đáng kể năng lượng, nền kinh tế của Ukraine. Chúng ta cần phải tái thiết, năng lực kinh tế là điều vô cùng cần thiết. Các đồng minh phương Tây của Ukraine cũng như các đồng minh khác đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Nga khi xung đột nổ ra vào năm 2022, với khoảng 2 phần 3 tài sản được giữ lại công ty dịch vụ tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ. Dù một số đối tác như Mỹ đã thúc đẩy việc chuyển các quỹ này trực tiếp đến Kiev, nhưng các nước Đông Âu vẫn còn đang do dự, do lo ngại về những cạm bẫy kinh tế và pháp lý. Thay vào đó, Liên minh châu Âu đang thực hiện kế hoạch sử dụng lợi nhuận được tạo ra từ các tài sản bị đóng băng để tài trợ hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Hôm 16 tháng 4, Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ nghị quyết kêu gọi thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng cho việc tái thiết Ukraine. Ông Andrei Yemak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 17 tháng 4 nói, Kiev muốn được các nước phương Tây đảm bảo an ninh tương tự như cách Mỹ bảo vệ Israel. Theo Russia Times, chính phủ Ukraine đã thảo luận về một chuỗi hiệp ước nhằm củng cố lập trường thân phương Tây cho đến khi chính thức trở thành thành viên NATO. Giới chức ở Kiev nói rằng thỏa thuận sẽ đảm bảo Mỹ và các đồng minh sẽ hỗ trợ quân sự lâu dài cho Ukraine, bất chấp biến đổi chính trị có thể khiến các nước cắt nguồn viện trợ. Ông Yemak viết trên mạng xã hội, một thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine phải hoạt động theo cách không tệ hơn bản ghi nhớ của Mỹ với Israel. Tính hiệu quả của nó đã được xác nhận thông qua các hành động chung của các đồng minh, trong nỗ lực đối phó với cuộc tấn công quy mô lớn của Iran vào Israel. Israel cũng cho rằng màn trả đũa của Iran chỉ gây thiệt hại nhỏ nhờ Mỹ, Anh và Pháp dùng tài sản quân sự của mình để chặn hỏa lực của Tehran. Chi phí đánh chặn tiêu tốn của Israel 550 triệu đô la, theo các chuyên gia quốc phòng nước này. Tuy nhiên, giới chức phương Tây nói rõ rằng Kiev không nên hy vọng nhận được sự hỗ trợ giống như Israel. Đặt lực lượng NATO xung đột trực tiếp với lực lượng Nga, tôi nghĩ đó là sự leo thang nguy hiểm ngoại trưởng Anh David Cameron nhấn mạnh hồi đầu tuần, theo ông thay vì trông cậy vào máy bay phương Tây cố bắn hạ hỏa lực của Nga, thì các nước sẽ trang bị hệ thống phòng không cho Kiev. Nhiều tháng qua, Ukraine không ngừng kêu gọi Mỹ thúc đẩy gói viện trợ 60 tỷ đô la còn mắc kẹt ở Quốc hội do bất đồng chính trị. Các cuộc thảo luận mà ông Yermak tham gia đã đề cập đến kế hoạch hành động ngay sau khi Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra quyết định về viện trợ quân sự cho Ukraine. Ở diễn biến khác, Russia Times dẫn lời nhà phân tích quân sự Damian Radka chỉ ra, chưa rõ có bao nhiêu xe tăng Soviet T-72 do Liên Xô thiết kế đang được quân đội Ba Lan vận hành vì công chúng không thể biết được Warsaw đã viện trợ cho Kiev bao nhiêu trong số đó. Kiev có lẽ đã nhận được 30 đến 60 phương tiện, nhưng con số thực sự không được công khai, nhà phân tích nêu rõ. Ước tính của ông Radka. Phù hợp với lời hứa của Thủ tướng Ba Lan Matej Mowieski vào năm 2023, đó là cấp tổng cộng 60 xe tăng cho Ukraine. Ông Matej Movieski cũng cam kết gửi 14 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, sau đó nói rằng đây là nỗ lực tạo áp lực để Đức hành động tương tự. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Ba Lan có thực sự chuyển các xe tăng Leopard đến Ukraine hay không. Ông Radka nói thêm rằng, Ba Lan đang lên kế hoạch đóng cửa các cơ sở sản xuất phụ tùng cho các hệ thống cũ của Liên Xô vì nước này không thể sản xuất một số bộ phận quan trọng như tháp pháo và động cơ. Chuyên gia cũng lưu ý thêm, số phận của những chiếc xe tăng còn lại là không chắc chắn và sau cùng có thể chúng cũng sẽ được gửi đến Ukraine. Cộng hòa Séc và Slovakia cũng đã cấp cho Kiev nhiều phương tiện bọc thép nhằm thay thế các phương tiện đã bị hao hụt trên chiến trường. Đoạn phim do thiết bị ghi hình không người lái của Ukraine đăng tải trên Telegram ghi lại cảnh một đoàn xe Nga đang lăn bánh vào trận địa. Trong đó xuất hiện một phương tiện kỳ lạ, đó là chiếc xe tăng hình như đang đội hẳn chiếc lều kim loại trên nóc. Chiếc xe tăng cải tiến này được nhìn thấy đang dẫn đầu một đoàn xe hướng tới Krasnohorivka, một thành phố ở Donetsk. Tuy nhiên, bài đăng không ghi rõ lần đầu phương tiện này được triển khai trên chiến trường Ukraine là khi nào. Phía Ukraine cho biết, Đợt tấn công vừa rồi cuối cùng cũng đã bị đẩy lùi, nhưng chiếc xe được cư dân mạng gọi là xe tăng rùa đã trở thành nhân vật chính trên mạng xã hội vì hình thù hài hước của nó. Kể từ những ngày đầu cuộc chiến Ukraine, người ta đã nhìn thấy các kỹ sư Nga thực hiện lắp một kết cấu kim loại thô lên các xe tăng nhằm bảo vệ người ngồi trong xe, phòng tránh hỏa lực chống tăng. Xe tăng Ukraine sau đó cũng được nhìn thấy làm theo. Một vài phương tiện tương tự của Nga cũng đã được phát hiện sau đó. Một ngày sau khi xe tăng rùa trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, tài khoản trên mạng xã hội Extend Ukraine Battle Map đã đăng một bức ảnh về một chiếc xe tăng khác được bọc trong cấu trúc kim loại giống như một chiếc lều. Hôm 16 tháng 4, nhà hoạt động người Ukraine Serhiy Sternenko đã đăng hai bức ảnh về một chiếc xe khác được bao bọc bởi các tấm chắn, nhưng lần này được gắn thiết bị gây nhiễu điện tử để tránh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo Business Insider, các xe tăng của Nga đã được cải tiến một cách quá đà để mang ra chiến trường nhằm đối phó với tên lửa chống tăng và UAV của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga không phản hồi phỏng vấn của Business Insider về xe tăng ruộng. chuyển sang khu vực châu á thái bình dương philippines là cái tên nổi bật trong tình hình quân sự trên biển đông theo thông tin từ reuters lực lượng philippines và mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận giành kiểm soát các hòn đảo trong chuỗi tập trận quân sự chung bắt đầu vào tuần tới tại các khu vực quanh đảo đài loan và biển đông trong bối cảnh manila đang chuyển trọng tâm phòng thủ Cuộc tập trận Balikatan theo tiếng Philippines là vai đối vai hàng năm, diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, với sự tham gia của 16.700 binh sĩ, sẽ huấn luyện về an ninh hàng hải, phòng không, tên lửa, tấn công tên lửa, phòng thủ mạng và các hoạt động thông tin. Ông Michael Logico, một đại tá quân đội Philippines giám sát các cuộc tập trận cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên các cuộc tập trận hàng hải được thực hiện bên ngoài lãnh hải Philippines. Nhằm mục đích cải thiện khả năng tương tác giữa hai quân đội, các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc trong khu vực ngày càng tăng cao. Phản ứng trước việc này, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo rằng Philippines nên đủ tỉnh táo để nhận ra rằng việc đưa các quốc gia ngoài lãnh thổ vào thể hiện lực lượng của họ ở Biển Đông cũng như kích động đối đầu sẽ chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm suy yếu sự ổn định của khu vực. Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc ông Lâm Kiến cho biết những nỗ lực của Philippines để bảo vệ an ninh sẽ chỉ tạo ra bất an cho chính họ. Ông Logico cho biết thêm, quân đội Mỹ và Philippines sẽ mô phỏng việc chiếm lại các hòn đảo nằm ở cực bắc của đất nước, gần Đài Loan và ở phía tây tỉnh Palawan, nằm tại rìa phía đông nam biển Đông. Một đội quân nhỏ của Pháp cũng sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay, triển khai một tàu khu trục nhỏ cùng với Philippines và các tàu hải quân Mỹ trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở biển Đông. Ông Logico nói tiếp Khoảng 14 quốc gia sẽ tham gia với tư cách là quan sát viên, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN và Liên minh châu Âu. Newsweek đưa tin Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã triển khai một bệ phóng tên lửa tầm trung đến Philippines, trong bối cảnh Washington và các đồng minh tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng để chống lại tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Chỉ huy quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương tướng Charles Flynn cho biết, Hệ thống tên lửa năng lực tầm trung MRC đã được triển khai ở Bắc Luzon vào ngày 11 tháng 4 trong cuộc tập trận Salanip vào năm nay nhằm củng bố khả năng của Mỹ Philippines ngăn chặn những thách thức hiện tại và tương lai trong khu vực. Trở lại hồi tháng 12, ông Flynn tuyên bố các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất sẽ được bố trí tại một căn cứ không xác định ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trong năm nay. Bộ ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định đây là động thái gây bất ổn khu vực Thái Bình Dương của Washington. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đa miền số 1 của quân đội Mỹ, tướng Bernard Harrington cho biết, đây là một bước quan trọng trong quan hệ đối tác của chúng tôi với Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của chúng tôi trong khu vực. Bệ phóng tên lửa đã thực hiện chuyến đi 8.000 dặm từ Mỹ đến Philippines trên một chiếc máy bay vận tải C-17 Globemaster III. Được thiết kế để kết hợp hỏa lực nâng cao với tính linh hoạt trên chiến trường, hệ thống phóng MRC di động có khả năng tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên không. Hệ thống có thể được nạp nhiều loại đạn dược khác nhau, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 1.500 dặm. Mặc dù quân đội không cung cấp vị trí chính xác nơi triển khai hệ thống, quân đội Mỹ hiện đã có thể tiếp cận 5 địa điểm khác nhau trên đảo Luzon theo thỏa thuận năm 2014 với Philippines. Bộ ngoại giao Philippines vào hôm 18 tháng 4 cho biết, quyết định của Philippines trong việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ba bên gần đây là một lựa chọn có chủ quyền. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington vào tuần trước, nơi ba nhà lãnh đạo cùng nhau bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng về các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, ba nước sẽ thúc đẩy hòa bình và tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và việc hợp tác không nên bị xem là mối đe dọa. Mặt khác, Philippines khẳng định các tuyên bố hàng hải và động thái của Trung Quốc đang làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết vào tuần trước rằng Bắc Kinh phản đối việc thành lập vòng tròn độc quyền trong khu vực, cũng như mọi hành động làm dấy lên căng thẳng. Bà Mao cũng cáo buộc Mỹ bám víu vào tâm lý chiến tranh lạnh, đe dọa các đối thủ bằng cách kết hợp với các đồng minh trong khu vực. Mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã trở nên tồi tệ trong năm qua do các cuộc xung đột hàng hải ở các đảo và bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, cũng như những lời chỉ trích qua lại giữa các quan chức hai nước. Theo thông tin từ Bloomberg, Úc mới đây cam kết tăng chi tiêu cho lực lượng quốc phòng thêm 32 tỷ đô la trong thập kỷ tới. Giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cảnh báo rằng đất nước phải đối mặt với hoàn cảnh chiến lược phức tạp nhất kể từ Thế chiến II. Phát biểu trước câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra vào hôm 17 tháng 4, ông Marles nói: "Úc không còn có thời gian tận 10 năm để đối phó với xung đột nữa." Thông báo được đưa ra khi Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng quân sự của mình ở châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ đang tiếp thêm sinh lực cho các liên minh khu vực để chống lại đất nước tỷ dân. Chính phủ ở Camera hiện đang cố gắng xoay trục để thực hiện các biện pháp răng đe, bao gồm cả việc tận dụng máy bay không người lái và tên lửa, bổ sung cho một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, dự kiến sẽ được giao vào những năm 2030 theo thỏa thuận AUKUS. Việc tăng tài trợ sẽ đưa chi tiêu quốc phòng của Úc lên 2,4% GDP vào năm 2033-2034, phù hợp với mức của các đối tác toàn cầu như Pháp và Anh, nhưng thấp hơn nhiều so với Mỹ và Trung Quốc. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ Liban mới đây cáo buộc các đặc vụ Israel đã bắt cóc và thủ tiêu ông Mahamad Surur, 57 tuổi, một công dân Liban có liên hệ với Hezbollah. Theo Times of Israel, ông Saru là người bị Mỹ trừng phạt do cáo buộc làm nhiệm vụ chuyển tiền mà Iran gửi cho Hamas. Bộ trưởng Nội vụ Liban Bassam Malawi nói với AP, các cơ quan an ninh Liban nghi lực lượng tình báo Israel Mossad đứng sau cái chết của ông Saru. Vụ án vẫn đang được điều tra. Người phát ngôn của Hezbollah từ chối bình luận vụ việc, không xác nhận ông Saru có phải là thành viên của Hezbollah hay không. Nhóm chiến binh chỉ xác nhận, người này từng làm việc cho Hiệp hội Ankat Al Al-Hassan, chi nhánh tài chính của Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Phía Israel cũng chưa bình luận về cáo buộc trên. Reuters đưa tin giới lãnh đạo liên minh châu Âu đã quyết định áp các biện pháp trừng phạt mới lên Iran sau cuộc tấn công tên lửa và UAV vào Israel, khiến các cường quốc thế giới phải nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng ở Trung Đông. Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Mỹ là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo 27 nước thành viên từ khi cuộc tấn công của Iran xảy ra vào ngày 13 tháng 4 và cũng sau hơn 6 tháng xung đột giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas do Tehran hậu thuẫn bùng nổ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói, EU muốn cô lập Iran và cùng các quốc gia khác trong khu vực thúc đẩy tiến trình hòa bình. Israel đã ra tín hiệu trả đũa nhưng chưa rõ bằng cách nào. Các lãnh đạo EU lên án cuộc tấn công của Iran và tái khẳng định cam kết hỗ trợ Israel đảm bảo an ninh, cũng như kêu gọi các bên tránh leo thang căng thẳng, bao gồm tại Liban. Đài RT đưa tin Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào hôm 17 tháng 4 cho biết những quốc gia ủng hộ Ukraine nên ưu tiên gửi vũ khí cho Kyiv hơn là tập trung vào khả năng phòng thủ của chính các nước này. Trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo ở Brussels, ông Stoltenberg nói một trong những nỗ lực quan trọng mà chúng tôi hiện đang thực hiện trong liên minh nato là đẩy mạnh việc cung cấp các hệ thống phòng không cho ukraine nhưng ukraine thậm chí còn cần nhiều hơn thế đó là lý do tại sao khi các đồng minh phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực của nato và cung cấp thêm viện trợ cho ukraine thì thông điệp của tôi luôn rất rõ ràng rằng cần phải gửi nhiều hơn cho ukraine ông stoltenberg chỉ ra Đan Mạch là một ví dụ điển hình khi đã hứa sẽ gửi tất cả pháo binh cho Kyiv vào tháng 2. Ông ca ngợi Đan Mạch và Hà Lan về kế hoạch cung cấp máy bay F-16. Ông nói thêm rằng Quốc hội Mỹ đang dự kiến sẽ bỏ phiếu sớm gói viện trợ bổ sung dành cho Ukraine sau nhiều tháng trì hoãn. Lời kêu gọi của người đứng đầu NATO được đưa ra vào thời điểm các quốc gia thành viên đang vật lộn để cung cấp đủ lượng vũ khí cho Ukraine mà không làm cạn kiệt kho dự trữ của chính họ. Các quan chức ở Kiev đang đổ lỗi cho tình trạng thiếu đạn dược trong cuộc phản công thất bại năm ngoái, cũng như những tổn thất trên chiến trường gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích gay gắt Đức vì từ chối tặng tên lửa hành trình phóng từ trên không Taurus cho Ukraine, cũng như việc các đảng viên Cộng hòa Mỹ chặn dự luật viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la. Vào tháng này, ông Zelensky đã cảnh báo rằng nếu quốc hội không giúp đỡ Ukraine, Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến. Berlin gần đây đã đồng ý cung cấp một hệ thống phòng không Patriot khác do Mỹ sản xuất cho Kiev. Tuy nhiên, Đức từ chối gửi Taurus, lập luận rằng việc gửi tên lửa cần phải có binh sĩ Đức đi theo vận hành. Trong khi đó, chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố rằng ông sẽ đưa dự luật viện trợ Ukraine ra bỏ phiếu vào thứ bảy tuần này. Dự luật trước đó đã bị đình trệ do những tranh chấp gay gắt giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 17 tháng 4 đã đến thăm buổi triển lãm giới thiệu hơn 30 loại khí tài đầy hứa hẹn từ 18 nhà sản xuất công nghiệp quốc phòng tại Trung tâm hội nghị triển lãm Patriot ở ngoại ô Moscow. Sau đó, ông Shoigu đã đưa ra chỉ thị đẩy nhanh tốc độ đưa các loại vũ khí tiềm năng này vào phục vụ quân đội Nga. Ông Shigu chỉ thị cho các thứ trưởng quốc phòng và các lãnh đạo tập đoàn cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đưa các loại vũ khí hứa hẹn này vào sử dụng nếu chúng đã được thử nghiệm thành công trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt và nếu các công ty quốc phòng sẵn sàng triển khai sản xuất hàng loạt càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đích thân kiểm tra phương tiện biệt kích và khả năng vận hành của nó, yêu cầu trang bị thêm súng máy cho robot hỗ trợ hỏa lực. Bộ trưởng đã chỉ thị bổ sung súng máy và tổ hợp robot đa chức năng hỗ trợ hỏa lực, giúp bảo vệ đối tượng và sơ tán những người bị thương. Ngoài ra, bộ trưởng còn kiểm tra các phương tiện hạng nhẹ, hỗ trợ vận chuyển người và hỏa lực. Bộ trưởng Sekiguchi đã ra lệnh khẩn khẩn trương triển khai sản xuất hàng loạt robot y tế mặt đất có khả năng phục vụ việc sơ tán những người bị thương. Ông nói: "Chúng ta phải đảm bảo việc sơ tán những người bị thương khỏi tiền tuyến. Việc này phải được thực hiện một cách an toàn và nhanh chóng ở mức tối đa." Ông cho biết nhu cầu sử dụng các thiết bị robot y tế trong khu vực hoạt động quân sự ở Ukraine đang rất cao. Những phương tiện như vậy nên được giao cho quân đội càng sớm càng tốt và chúng phải càng rẻ càng tốt. Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp thông tin 30 phương tiện robot tự động đầu tiên dùng để vận chuyển hàng hóa sẽ sẵn sàng được hoạt động vào cuối tháng 5 tới. và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình toàn cảnh điểm nóng thế giới ngày hôm nay cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau